Chiều ngày 17 tháng 7 năm 2023, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp giữa năm 2023. Cử tri trong xã rất phấn khởi và bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân trong các vấn đề về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Dịp này, cử tri xã Tân Long Hội đã có nhiều ý kiến kiến nghị gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân ba cấp, như ngành chức năng cần xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Tân An Luông dưới dốc cầu mới thuộc quốc lộ 53, vì hiện nay ngã tư này xe qua lại rất đông và thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị những vấn đề liên quan đến việc giải quyết các thủ tục hành chính ở địa phương, giải quyết các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, các chế độ chính sách người có công, bảo hiểm y tế. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và huyện đã giải trình thỏa đáng một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngành mình phụ trách, đồng thời ghi nhận những thắc mắc kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.